chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty ạ. Và rất vui được gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Và trước màn hình ống kính đây thì ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách, chị đã từng xử lý mực hút mày ở một cơ sở khác. Và như chúng ta có thể thấy này, cái tình trạng lông mày của chị thì đã bị cháy lông, cũng chính là bị trắng lông nữa. Và cái gốc mực của chị cũng đã bị chùa đỏ rồi. Thì chị cho em hỏi thăm là chị có thể chia sẻ một vài điều về cái tình trạng lông mày cũ của mình được không ạ? Được em ạ. Thì cái lông mày cũ của mình nó như thế nào hả chị? Lông mày cũ của chị là mực nó bị kiểu dạng như là bị đậm ấy, bị đậm mà nó loang lổ ấy. Dạ. Sau đó là mình đã đi hút ở cơ sở khác đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy trong cái quá trình hút ở cơ sở đó thì chị thấy thế nào ạ? Và mình đã gặp phải những vấn đề gì hả chị? Như trong chị bị về chị bị sưng sưng nhiều ấy. Sưng lông mày sưng nhiều ấy mà cháy bị cháy lông á. Dạ vâng, theo như em thấy thì bây giờ mình đã bị cháy lông và thậm chí là bị trắng lông, phần đuôi đã bị cháy hết lông rồi. Đó, và chuyên gia của chúng tôi thì vừa thực hiện xử lý cái mực đỏ đi cho chị rồi. Chị ơi, mình đến từ đâu hả chị? Chị đến từ Hạ Long, Quảng Ninh. À, dạ vâng, ở Hạ Long, Quảng Ninh. Thì lý do vì sao mà chị lại biết đến DK để ngày hôm nay mình qua bên em xử lý mày hả chị? Thì chị, bạn chị đã làm hair shop ở đây với cả xóa xăm ở đây thì chị thấy yên tâm thì chị vâng ạ. Vâng, thì theo như em thấy thì bây giờ chuyên gia đã xử lý cái gốc mực đỏ của mình rồi, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hạ tông màu luôn đúng không chị Giang? Đúng không? Bây giờ mình sẽ hạ tông màu cho chị Trinh. Dạ vâng, vậy thì em xin mời chuyên gia thực hiện quá trình cho mình nhé. Theo những hình ảnh như thế này thì chắc hẳn là các chị em cũng đã hiểu rõ hơn về lý do vì sao mà chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ. Thứ nhất là về tay nghề của chuyên gia, thứ hai là về cái công nghệ đó, ở cái cơ sở làm đẹp, nhất là làm trên gương mặt của mình. Để tránh xảy ra những cái tình trạng đáng tiếc như thế này thì chị ơi, trong quá trình mà hút ở nơi khác thì chị có bị đau rát hay khó chịu gì không? Cũng bị đau em ạ, bị đau rát mà về nhà thì đã sưng. Nó sưng nhiều đúng không ạ, nề đúng không ạ? Nó nề lên nhiều. Vâng, vậy sau khi mà laser xong một bên rồi, ở đại đi cây rồi thì chị thấy thế nào ạ? Cảm giác dễ chịu hơn ở kia mà nó nhẹ hơn đấy. Vâng. Ở kia cảm giác cái tia nó bắn nó mạnh hơn đấy. Vâng ạ. Và quan trọng là cái vùng da của chị khi mà được xử lý bằng công nghệ Silaser Pecomax ở tại DK thì không hề có cái dấu hiệu bong chóc này, thậm chí là không hề bị cháy một cộng lông nào của mình nữa, cho nên là chị hãy hoàn toàn yên tâm chị nhé. Rồi ạ. Đó, và như mọi người có thể thấy thì khi tia laser đi đến đâu thì chỉ tác động hút mực ở trên cái bề mặt lông mày của chị khách của chúng tôi thôi. Đó, và không hề có cái dấu hiệu là bị sưng tấy. Đó, chị đã từng hút ở cơ sở khác. Và ngoài ra ấy, thì sau khi mà laser xong như thế này chị cũng không cần phải kiêng kem gì nhiều cả. Mình sau 15 phút là mình đã có thể thực hiện kẻ vẽ make up được luôn rồi. Và bây giờ chuyên gia của chúng tôi thì sẽ thực hiện xóa xử lý cái gốc mực ở mí của chị đi. Như chúng ta biết thì mí là một cái khu vực mà nó rất là nhạy cảm ở trên gương mặt. Đó, và khiến cho thì đó là lý do vì sao mà cái công nghệ xử lý cũng như là đòi hỏi tay nghề kỹ thuật của chuyên gia rất là cao để đảm bảo được cái độ an toàn nhưng vẫn phải xử lý được hiệu quả cái gốc mực cũ của mình. Vâng chị ơi, về mí thì chị thấy sao hả chị? Nó là vùng nhạy cảm nên mình sẽ thấy hơi rát hơn một chút xíu đúng không chị? Đúng rồi ạ. Vâng, nhưng mà chị yên tâm là quá trình diễn ra nó sẽ rất là nhanh thôi. Mọi người có thể thấy thì chưa đầy 1 phút thì chuyên gia của chúng tôi đã sắp sửa hoàn thành xong quá trình mà thực hiện laser cho khách hàng rồi. Và chắc hẳn là chị cũng đã đăng ký luôn cái gói combo sau khi mà laser hút sạch mực rồi đúng không hả chị? Đúng rồi, chị đăng ký luôn ạ. Dạ vâng, chị yên tâm chị nhá, vì cái lúc mực mà DK đang sử dụng là mực organic. Và sau thời gian thì chúng ta sẽ không hề có cái dấu hiệu là bị chỗ xanh, chỗ đỏ. Nên chị hãy hoàn toàn yên tâm chị nhá. Cảm ơn em. Vâng ạ, và chúng tôi đang áp dụng chương trình giảm 40% cho dịch vụ laser ở tại DK. Mọi người hãy nhanh tay gửi tình trạng của mình qua fanpage của DK mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.